được sử dụng điện thoại, như đem đồ uống, đồ ăn ở bên ngoài vào trong, không gây mất trật tự ở bên ngoài, cái kiểu như giống như là làm phiền những người xung quanh. Mình ăn uống hay là mình mua bánh là mình ăn trong lúc mình coi phim á, hoặc là mình nước thì mấy bạn không có tự giác bỏ thùng rác, hay là mình đem ra ngoài mình bỏ thùng rác mà mình xả đại nó vừa trong đó, nên nhìn nó cũng chưa có được sạch sẽ lắm trong cái phòng chiếu phim. Em nghĩ là nếu như đi rạp chiếu phim thì mình không có nên thể hiện những cái hành động mà nó quá tình cảm hoặc là nó tế nhị, như là họ hôn nhau, hoặc là người ngồi trước đá ghế người sau đá ghế người trước, hoặc là dùng điện thoại trong lúc đang coi phim, hoặc là mình quay phim lại những cái cảnh phim của cái phim đó. Xả rác. Thứ hai là không nên văng tục chửi thề, với là không nói quá lớn. Thứ ba là không nên có những cái hành động cử chỉ nha. Nó riêng tư ở những cái chỗ công cộng. Em thấy đặc biệt trên mạng dạo này là có những cái người ta livestream khi mà người ta xem phim, là ảnh hưởng đến nội dung cũng như là bản quyền của các nhà làm phim thì rất là bất lợi cho họ. Không nên gây ồn ào, không nên đá ghế người phía trước, mình chỉ nghĩ được vậy thôi. Hơi khó chịu một xíu. Đôi khi mình cũng không có người yêu, mình đi một mình và nhiều khi nhìn bên cạnh thấy những người thân mặt quá mình hơi khó chịu thôi. Cái chỗ chiếu phim này đa số là ở cộng đồng, và có thể là cũng có những đứa bé nó cũng có coi. Nhưng mà làm như vậy thì nhìn cái văn hóa nó chưa có đẹp lắm. Em cảm giác khó chịu tại vì mình đang thưởng thức một bộ phim thì mình đang xem là nó sẽ nó đang xảy ra như thế nào, thì lại có những cái hành động vô duyên nó cắt ngang qua thì mình cảm thấy rất là khó chịu. Em cảm thấy rất là khó chịu và em rất là muốn nhắc nhở. Vậy em nhiều khi mình thấy mình cũng kiểu bực, nhưng mà kiểu nhắc thì cũng kỳ, nên là có thể là mình sẽ nhờ những cái nhân viên rạp phim hoặc là bảo vệ nhắc. Mình thấy bình thường, miễn là đừng gây quá ồn ào là được rồi, hoặc là làm những cái việc mà quá trớn. Vài lần nói quản lý cũng một vài lần nói những người khách, nhưng mà kiểu như họ không ý thức cho nên mình cũng thôi. Cho nên một vài lần như thế mình cũng không nói nữa. Nói thì mình nói là một lẽ thôi, nhưng mà họ ghi nhận đó, nhưng mà biết không biết là họ có nói lại không. Mà thấy lần sau đây thì cũng có những trường hợp như vậy, nói với người vi phạm. Tại vì thật sự là ngồi chung á, đôi khi họ không có quan trọng là mình có coi hay không, mà họ chỉ nói chuyện riêng, đôi khi mình cũng không có coi được. Họ cũng bỏ mặt ngoài tay gì mình nói chứ không có cảm giác gì hết. Họ sẽ không lặp lại như vậy nữa, và em nghĩ là họ cũng sẽ không lặp lại như vậy trong tương lai. Mình chưa bao giờ. Thì mình nghĩ là thì trong cuộc sống thì cũng có người này người kia, thì mình nghĩ là đôi khi là như vậy thêm một tí nó thú vị. Có, em nói là em nghĩ là rất táo bạo á, đừng đem ra ngoài mà để như là đem cho người ta nhìn thấy ở bên ngoài á, em không có thích như thế. Nói về quan hệ thì thấy nó là cái tuổi mà ấy, nó rất là sớm. Thì cái thời mà của mình á thì thật sự luôn học tới lớp 12 còn chưa có làm những chuyện vậy. Nhưng mà hiện tại thấy là học lớp 7, lớp 8 là nó còn hơn mình hơn. Mình cũng thổ lộ được, nhưng mà ít thôi, ấy là đừng có quá ở nơi công cộng. Thế là mấy bạn có những cái giống như quán trà sữa hay ca này nọ, thì nói chung là hành động đó không nên làm ở những nơi công cộng. Giống như là em nghĩ là nó như là khoác vai, nếu mà hôn thì cũng có thể được, nhưng mà sâu nữa thì không được cái lắm. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.